Game xin chào các bạn 2K5 nha. Hôm nay là anh chữa đề tinh tú nha em. Sở dĩ anh đặt cái tên này là bởi vì nó rất là xịn nha. Đời ở một cái mức độ rất là tuyệt vời. Có cái câu nó lừa đó, nên mà mấy em nên làm cái đề này cho cẩn thận. Mà đề rất tuyệt vời nha. Mấy câu đỉnh lắm á, nên là làm cho kỹ. Hello tuần sau thì rồi cố lên nè, nay anh tính live 3D, không biết mấy em chịu không. Buổi trưa dễ hả? Ok em chào Ngọc Hân. Rồi mấy em coi câu số 1 chọn cái gì, mấy em coi câu số 1 này chọn cái gì đây. Câu số 1 mà đã chính thức năm nay mà ra cỡ câu này là mấy bạn lụi nhiều lắm mấy em. À không phải, không phải lụi, không phải lụi mà là chọn sai chứ, đúng không? Số 1 em coi chọn gì, câu số 1 chọn cái gì đây. Đó 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 đó, live 100 ngày, live 100 đề tới ngày thi luôn hả? Rồi rồi, thấy là do câu 1 là loại được kha khá đối thủ rồi đó, do thấy câu 1 là được loại kha khá đối thủ rồi. Chưa gì thấy là con màu là thấy 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 kha khá đối thủ rồi nha. Kỹ ra con màu chọn cái gì đây. Chào em, chào em. Chơi vừa thấy con màu là hơi nhiều rồi đó, hơi nhiều á. Đây em giải cho anh nè. Khi nào mình dùng check advantage em? Take advantage of somebody something, cái này là tận dụng nha, nó kiểu make use of, take advantage of something thôi, make use of something well á, tận dụng cái gì đó tốt, take advantage of something là tận dụng nha, cái này bây giờ là tận dụng em, take advantage of something. Ở bên nhà anh nó đang mưa. Ồ không ta. The advantage of something là tận dụng. Còn gain the advantage. Gain the advantage over somebody something là có lợi thế hơn. Có lợi thế hơn ai á. Nhớ nha. Thì câu này mình coi câu gì. Ở đây có over. Over không dùng câu A được nha. Cái này mới là câu B. Gain men. Đây là câu B nha. Đó. Vô thấy câu 1 là loại được kha khá đối thủ rồi đó. Thì con này của B nha, gen đó, cứ thấy cái cụm này là vô quốc quốc nè. Của B gen the advantage over somebody something là có lợi thế hơn, nhớ nha. Còn con A là take advantage of something. The heavyweight champion, nhà vô địch hạng nặng có lợi thế hơn đối thủ ở cái vòng cuối trận đấu, thì con này là câu B. Đó bởi vậy em mới đặt tên là đề tinh tú. Giờ con bò mà về thấy dễ ăn quá đúng không, không cần động đề luôn mà nhiều bạn bảo đảm advantage à con A xong đó, không cần động đề luôn. Số 2 dùng cái gì đây, ở đây mới phải là về phần mạo từ. Ở đây bicycle này xác định chưa, đây là danh từ đếm được số ít, nói chung chung là rỗng. À không phải, danh từ số ít nói chung chung là dùng again, còn xác định rồi dùng the nha, xác định rồi dùng the. Thì ở đây bicycle xác định chưa mấy em, xác định rồi nha. Ở đây nó có lược bỏ để từ quan hệ á, thực chất nó là bicycle that he had wanted for his birthday, thì là biết mình biết là cái xe đạp này là ai muốn rồi, là anh ấy muốn cho sinh nhật đúng không, là xác định rồi. Thì câu này câu A em the nha, the bicycle had wanted for his birthday, thì câu này là câu A. Bố của Tony đã mua cho anh ấy chiếc xe đạp mà anh ấy muốn cho sinh nhật của anh ấy, là câu A nha, the bicycle that he had wanted for his birthday. Câu số 3 ở đây là có tương lai hình thành. Tương lai hình thành thì thường thường nó sẽ phối với hiện tại đơn nha mấy em. Nhớ nha.
tương lai hình thành á, thường nó sẽ phối với hiện tại đơn. Thì câu này là câu C nha, nhớ danh nha. Tương lai hình thành thường sẽ phối với hiện tại đơn, không có phối với tương lai nữa nha. Là director, giám đốc sẽ kiểm tra số người tham dự, thành viên trước khi cái cuộc gặp mặt bắt đầu, trước khi cuộc họp bắt đầu, là câu C nha. Để tương lai hình thành nó đi với hiện tại đơn. Câu số 4, Fears, nhớ danh đi với with him, em nhớ nha. Fears with somebody, Fears with somebody, tức giận với ai. It was an innocent question, nó câu hỏi rất là ngây thơ, nhưng Tom dường như rất là tức giận với tôi cho việc hỏi. Fears with somebody, nhớ nha. Này giống angry em, angry cũng đi với with nha, angry with somebody luôn. Nó feels very angry, rất là tức giận. Rồi câu số 5, đố mấy em câu số 5 chọn gì? Câu số 5 nè, câu số 5 đố mấy em chọn gì? À, thật ra câu số 5 không khó mà mấy em phải nắm kỹ căn bản á thì mình sẽ làm được câu số 5. Số 5 mấy em coi dùng cái gì? Nhiều bạn là vẫn còn sai cái phần này. Em coi câu số 5 dùng gì đây? Câu này chỉ là từ loại thôi đó. Câu này chỉ là từ loại thôi, nhưng mà anh nghĩ là sẽ có bạn chọn sai. Câu số 5 để nha, động từ become. Động từ become thì đi với cái gì mấy em? Nhớ cho anh đó, become là đi với tính từ nha. Become là đi với tính từ. Cái less cái này nó chỉ bộ nghĩa cho tính từ đi thôi nha. Thì become đi với tính từ. Tính từ là có câu B với câu D nha. Câu B, câu D. Ở đây là chỉ người chỉ vật ta. Tính từ doing là chỉ trạng thái người. Còn tính từ doing là chỉ tính chất của người và vật. Ở đây chỉ trạng thái đúng không? Câu B đúng không? Confused. Nhớ nha. Tính từ doing đi chỉ trạng thái người. Này là câu B. People, những người mà nói hơn một ngôn ngữ trở nên nhầm lẫn hơn, ít bối rối hơn khi họ lớn tuổi. Rồi già đi. Kiểu ít nhầm lẫn hả? Là câu B nha. Tính từ doing đi chỉ trạng thái người. Trạng thái người đây là people em. Còn tính từ doing là chỉ tính chất. Câu số 6, ở đây em thấy động từ thứ nhất trong câu là design. Động từ thứ hai là A, hai động từ trong câu bắt buộc phải dùng mình đều hệ. Ở đây là nhiều dịch vụ, sao đây? Nhiều dịch vụ được thiết kế đúng không? Là câu D nha. Là nghĩa bị động em. Rút gọn mình đều hệ dùng với body, dùng khi mà động từ mang nghĩa bị động. Which are carefully designed. Which were? Which were em? Nhớ nha, ở đây là rút gọn mình đều hệ dùng với body, dùng khi động từ mang nghĩa bị động. Là một loạt những dịch vụ mà đã được lựa chọn cẩn thận, được giới thiệu để đáp ứng cái ngành công nghiệp cụ thể và dẫn động thị trường mà khách hàng đối mặt. Thì câu này là câu D. Câu số 7. Rồi này sung quá ta, hay là anh like ba đề luôn em. Mấy em có còn đủ năng lượng để muốn thì tối like thêm hai đề nữa. Tại anh sợ là like mấy không coi nên anh cũng không có sự quyết tâm. À, mấy em mà chịu coi thì tối like thêm hai đề nữa. Nhà quốc gia nha, World Walking. Chúng tôi đi qua khu rừng thì chúng tôi nhận ra là chúng tôi đi đường sai. Ở đây có quá khứ tiếp diễn nè. Ở cái câu đề chúng em, câu đề là câu quen. Thì quá khứ đơn thì bắt đầu mình dùng quá khứ tiếp diễn nha. Chúng tôi đang đi vào khu rừng thì chúng tôi nhận ra là tôi đang đi sai hướng. À, cái này bình thường thôi. Rồi câu số 8. Câu 8 em coi chọn được không? Câu 8 mà anh nghĩ tầm câu 8 ra đề chính thức á là mấy em cũng sai nhiều lắm á. Câu 8. Câu 8 mà ra đề chính thức thì nhiều bạn cũng sai lắm nha. Câu số 8. Đố em chọn gì? Số 8, ở đây có chữ đen là so sánh hơn đúng không? Câu số 8. Gì mà BC tùm lum hết vậy? Từ từ. Câu số 8. Câu 8 có chữ đen. Có chữ đen là dấu hiệu so sánh hơn. So sánh hơn loại được câu A với câu D đúng không? A, D là loại nè. Mai là tính từ ngắn rồi. Rồi mấy em nhớ cho anh á. Đối với so sánh hơn thì mình có thể dùng far hoặc là much cộng so sánh hơn nha. Dùng để nhấn mạnh với mấy em. Nhớ nha. Mình có thể dùng far cộng so sánh hơn và là much cộng so sánh hơn. Cái này dùng để nhấn mạnh nha. Nhớ danh nha. Dùng để nhấn mạnh. Thì câu này là câu B nha. Much milder. Mình có thể dùng far milder nữa. Nhớ danh nha.
đây là dùng để nhấn mạnh trong so sánh hơn thì mình có thể dùng far, nhưng mà tính từ dài là far more nha, hay là much more. Mình tính từ ngắn thì dùng far như much vậy thôi, là câu B, dùng để nhấn mạnh á. Là bố mẹ của anh ấy thích sống ở California bởi vì khí hậu êm dịu hơn so với ở cái vùng này nơi cô ấy lớn lên. Câu số 9 rồi, câu số 9 cũng là một cái phần ngữ pháp trong định họa, nhưng mà anh nâng cấp lên thì em có biết câu số 9 chọn gì không? Cái này là bạn học kỹ lý thuyết thì sẽ làm được nha. Thì em nhớ cho anh á, nếu mà cái câu đề trong trong cối đuôi á mà có phương ai cộng mấy động từ như là think, believe hoặc là expect cộng với mệnh đề phụ, thì nhớ cho anh, mình sẽ lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi nha, nhớ nha. Nhớ là trong câu hỏi đuôi á mà có chủ ngữ ai nha, và chủ ngữ ai cộng sing believe expect cộng mệnh đề phụ thì mình sẽ lấy mệnh đề phụ làm câu hỏi đuôi. Nhưng mệnh đề phụ ở đây là scuba diving is, nhớ nha. Thì ở đây là này chỉ vật đúng không, it thôi, cố định lại là isn't it, là câu C, isn't it nha. Câu này là câu C. Anh nói luôn là nếu mà cái câu số 9 á, nếu mà nó có phủ định ở đây mấy em, giống như I don't believe á, nếu mà có phủ định ở đây nha, thì mình vẫn tính cho mệnh đề phụ là phủ định, thì lúc đó thì câu hỏi đuôi sẽ dạng khẳng định nha. Nói luôn cho biết, nếu mà cái mệnh đề 9 á mà có phủ định ở đây, I don't believe rồi, thì mình vẫn xét mệnh đề phụ phủ định nha, kiểu đó câu hỏi đuôi sẽ dạng khẳng định. Rồi câu số 10 là về phrasal verb, là câu C, carry on, thì giống với continue, tiếp tục, carry on nha. Bạn sẽ gặp tai nạn nếu bạn tiếp tục lái xe như vậy, là câu C. Câu A, carry out là tiến hành nha, thường là carry out a research, tiến hành cái nghiên cứu. Câu B, catch on là phổ biến rồi, become popular, phổ biến. Câu D, clean up là dọn dẹp. Ở câu số 11 đây là vận dụng cao, vận dụng siêu cao luôn. Đúng em, câu số 11 chọn cái gì? 11 chọn cái gì đây? Thì cái dạng này nó khá là giống trong đề minh họa năm 2022. Thì ủa phải không ta, anh không nhớ là minh họa đề chính thức của bộ dục mấy em. Thì trong đề minh họa 2022 á, hay đề chính thức 2021 gì đó, thì mấy em nhớ chữ compose không? Thì nó sẽ có một cái cụm đó là compose yourself. Đó, compose yourself có nghĩa là kiểu bình tĩnh lại á, to manage, to control your feelings, kiểu kiểm soát cảm xúc của bạn lại, kiểu bình tĩnh lại á, compose yourself. Thì ở đây nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà ở đây anh sẽ dùng chữ là chữ nào đây, chữ nào mấy em? Câu số 11 đây. Ở đây anh nghĩ là từ, nếu mà em loại trừ á, nếu em loại trừ câu nào đây, câu số 11 là vận dụng cao nha, là vận dụng cao. Ở đây anh nghĩ câu A hay câu D khá khá giống nhau á. Disregard là thờ ơ nè, disregard thờ ơ, neglect cũng kiểu thờ ơ luôn, anh nghĩ là câu A câu D loại được. Còn câu B, omit là loại bỏ hả, omit là loại bỏ, lược bỏ ra đó. Câu C là phủ nhận, thì đây mình dùng câu nào? Anh nghĩ là sẽ loại sơ sơ câu A câu D, chủ yếu là nếu mà lỗi thì em có thể lỗi câu B câu C. Thì ở đây là chữ này nha, deny, đây này coi này, đây là vận dụng cao. Thì cái nghĩa bình thường, cái bình thường lại cũng biết rồi, nhưng mà anh sẽ lấy cái nghĩa này đây này, em nhớ cho anh nè, deny yourself. Thì cái nguyên khúc này đó mình dịch là hy sinh lợi ích bản thân nhé em, hy sinh lợi ích bản thân, hy sinh lợi ích bản thân, kiểu như là từ chối cho bản thân mình có cái gì mà mình muốn có đó, đặc biệt cho giá trị đạo đức. Thì deny yourself ở đây mình dịch là hy sinh lợi ích bản thân nha, nhớ nha, deny hay là oneself á, hy sinh lợi ích bản thân, nhớ nha. Đây là vận dụng cao mấy em, đây là vận dụng cao nha. Đề chính thức hoàn toàn có thể ra như vậy nhé mấy em, đề chính thức hoàn toàn có thể ra như vậy, nhớ cho anh nha. Nếu mà lỡ trúng tủ thì nhớ cảm ơn anh. Là câu C nha, deny oneself, deny herself, cô ấy hy sinh lại bản thân để mà những đứa con cô ấy có thể có cơ hội giáo dục tốt hơn. Thì câu này là câu C nha, nhớ nha, bởi vì đề minh họa 2022 nó có ra chữ này rồi, hoặc là đề chính thức năm 2021 nó ra chữ này luôn em, phải không ta, theo anh nhớ là vậy.
đây này, để chính thức năm 2021 mã thi đợt 2 mấy em, thi đợt 2 á là cũng kinh rất cho sale nha. Cái đề chính thức năm 2021 đợt 2 lúc đó còn Covid đó là nó sẽ ra kinh rất do sale rồi, là cư xử hay một cách nào đó. Đấy đó. Nhớ để cho anh nha, để cho anh. Nhớ kỹ cái cụm này là deny oneself. Thì câu này là câu C. Rồi câu số 12 ở đây là idiom. Rồi câu này thì idiom là hồi anh nói luôn nha. Thì mình có cái cụm gì? Be far removed from something. Kiểu khác biệt á. Khác biệt hoàn toàn. Nhớ nha, be far removed from something mình dịch là khác biệt hoàn toàn. Gì à? Bạn kia kêu em tắt like đi ngủ hả? Thôi giờ này ngủ gì nữa, sắp thi tới nơi rồi. Ok các em. Be far removed from something. Be far removed from something, khác biệt hoàn toàn là cái giáo dục và cái lĩnh vực theo đuổi được lựa chọn thì khác biệt hoàn toàn số cái lĩnh vực văn học đêm hả, hay vào đó là tập trung vào cái toán học lý thuyết của đêm. Be far removed from something. Câu số 13 ở đây là về tu vớ bất binh. Em coi câu 13 chọn cái gì đây, 13 chọn gì mấy em? Câu số 13 em có nhớ mấy cái forget với remember không? Em nhớ nè, forget mà cộng tu vớ á mình dịch là quên phải làm gì, quên phải làm gì nha. Còn forget cộng bobbin là quên đã làm gì. Anh thấy dịch cái này cũng khá là dễ hiểu. Cái này thì nhớ thêm là kiểu như một cái nghĩa vụ á, cái nghĩa vụ phải làm gì. Còn cái này kiểu hành động đã xảy ra rồi. Forget to với forget bobbin, forget to cái này cũng giống với remember nha. Forget to verb là quên phải làm gì. Ví dụ nè, thường nó sẽ đứng đầu câu mấy em. Ví dụ như là don't forget to close the window before you go out, đừng quên phải đóng cửa sổ trước khi bạn ra ngoài. Thì cái đó là nghĩa vụ mình phải đóng cửa sổ. Còn forget quên thì cái này dịch giả rồi, là quên đã làm gì, là hành động đã xảy ra rồi. Thì câu này mấy em coi coi cái này dùng thế nào. Tôi sẽ không bao giờ quên việc đã nghe bài nhạc này lần đầu tiên đúng không. Đã nghe bài nhạc này lần đầu tiên thì cái này phải là vô bình nha mấy em. Quên đã làm gì là tôi sẽ không bao giờ quên việc đã nghe bài nhạc này lần đầu tiên á. Hoặc là một cái ví dụ khác như là I'll never forget meeting the queen for the first time, tôi sẽ không bao giờ quên việc đã gặp nữ hoàng lần đầu tiên. Nhớ cho anh nha, cái này là quên đã làm gì á, mình dịch là tôi sẽ không bao giờ quên việc đã nghe bài nhạc này lần đầu tiên. Còn nếu mà forget to là quên phải làm gì rồi, tự nhiên tôi sẽ không bao giờ quên việc phải nghe nghe kỳ kỳ đúng không, này là đã nha, nên là câu A em. Rồi tiếp luôn nha, câu số 24, câu này thì anh cho dễ nha, câu này thì dễ rồi. Em nhớ có collocation là raise funds, là gây quỹ á, gây quỹ nha. Có thể là raise nếu mà đề với em để chính thức á mà không ra raise funds thì ra raise money cũng biết nha, cũng là gây quỹ á, nhớ nha, gây quỹ. Raise funds, raise money thì câu này là câu A. The hospital, bệnh viện thì đang cố gắng gây quỹ cho một cái máy lọc thận mới thì câu này là câu A nha. Câu số 15 ở đây là có by cộng tân ngữ là dấu hiệu của câu bị động. Từ anh nói nghĩa câu 14 đó nha. Câu này là gì ta? Arise mình dịch là xảy ra mấy em. Còn câu D arouse là gợi lên nha, cái này là gợi lên cảm xúc nè, arouse. Câu 15, by cộng tân ngữ dấu hiệu câu bị động là câu C thôi nha. Were assessed thì câu này là câu C. The data, dữ liệu từ 21 trường đại học hàng đầu được đánh giá bởi một cái công ty độc lập thì câu này là câu C nha, were assessed. Rồi tiếp luôn, câu số 16 này là câu B em. Represent, những âm 3 nha. Represent, represent âm 3 em, represent là âm 3. Còn lại là 1, sentiment, permanent, continent. Sentiment, permanent, continent là 1. Câu B là âm 3 nha. Represent, những này chữ gen á, represent. Câu số 17 là chess. Nên là câu C em, border nha 1. Còn lại là 2 nha. Install
digest, release, border là âm 1, còn lại là âm âm 2 em, install, digest, release, C là border. Rồi qua bài đọc điền này luôn nhé. Things go without meat. Thanh niên con Thạch à. The decision, cái quyết định để trở thành vegetarian, cái quyết định để trở thành người ăn chay là một cái quyết định cá nhân, định hẹn dựa trên nhiều lý do. Thì có nhiều cái ở đây em để nha, ở đây khúc đầu đang ghi là reason, dựa trên nhiều lý do thì cái này là phải có cái lời giải thích đúng không? Như đằng trước đang ghi là quyết định ăn chay là dựa trên nhiều cái lời, nhiều cái lý do, thì bây giờ sẽ có nhiều cái giải thích khác nhau. Nên là câu D nha, explanations là những cái lời giải thích. Thì câu này là câu D, câu D nha. Câu A definition là định nghĩa rồi. Câu B là ảnh hưởng, influence. Câu C là hành vi, behavior là hành vi. Câu B là ảnh hưởng, này là câu D nha. Có nhiều cái giải thích khác nhau là thanh thiếu niên đặc biệt lựa chọn những cái cách ở phong cách không ăn thịt, meatless. Thì ở cái cách sống em, lối sống. Thì một nhóm cho là cái lựa chọn của họ được dựa trên cái việc không thích thức ăn nào đó. Thì họ chỉ không thích cái mùi vị của thịt. Rồi câu 19 đố em chọn cái gì? Câu 19 là về lượng từ. À, ở đây anh ráng tranh thủ like nha. Thì coi anh like được thêm 2 đề tối nay không? Câu 19. Ở đây em thấy đằng trước kia là one group, một nhóm nha. Một nhóm thì ở đây mình dùng cái gì đây? Một nhóm cho là lựa chọn dựa trên ghét thức ăn gì đó. Thì đây là những nhóm khác đúng không? Ở từ từ, ở đây loại được câu hôm nay là D nè, another không được rồi. Another nếu mà đóng vai trò làm đại từ nó đứng một mình mấy em. Ở đây để nha, có A là động từ. Ở đây động từ á, thì ở đây mình cần chủ ngữ đúng không? Chủ ngữ thì cái lượng từ ở đây đó, nó phải là đóng vai trò làm đại từ. Nó đứng một mình á. Another nếu mà đóng vai trò đại từ, mình dịch là một nhóm khác, một cái khác á, một người khác. Cái cộng danh từ số, cộng động từ số ít nè. Còn order bắt buộc phải cộng với danh từ số nhiều mấy em. Cái này bắt buộc phải cộng danh từ số nhiều nè. Câu C là bắt buộc phải cộng với danh từ số nhiều. Còn câu B, câu A. Rồi câu B, the order. Cái này thì cộng với danh từ số ít hoặc là cộng với danh từ số nhiều. Hoặc là nếu đóng vai trò làm đại từ thì nó dịch là gì em? Cái còn lại trong hai cái hoặc là người còn lại trong hai người thì cái này nó sẽ cộng động từ số ít nha. Nhớ nhanh nha. Ở đây á, cái the order mà đóng vai trò đại từ mình dịch là cái còn lại trong hai cái hoặc là người còn lại trong hai người thì nó là số ít rồi. Thì ở đây loại nha. Ở đây là A số nhiều. Thì cái này là phải là câu A em. Orders này chắc là order cộng với danh từ số nhiều mấy em. Thì ở đây thực chất là order groups nha. Thực chất đây là order groups. Nhớ nha. Bởi vì ở đây nè, group ở đằng trên mấy em, one group. Thì cái này là order groups, là những nhóm khác nha. Thì câu này là câu A. Nhớ nha, orders này bằng với order cũng danh từ số nhiều. Thì ngữ cảnh này là order groups, là như là một nhóm cho rằng gì. Rồi những nhóm khác á, order groups. Những nhóm khác thì quan tâm về quyền lợi của động vật và cách động vật được đối xử trong quá trình sản xuất thịt. Chết. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ có thể bị ảnh hưởng bởi những cái tín ngưỡng văn hóa và tôn giáo. Thì ở đây beliefs là chỉ vật. Chỉ vật thì câu này là câu am, which nha. Những tín ngưỡng văn hóa và tôn giáo, cái mà prohibit, cấm cái việc tiêu thụ thịt. Rồi, tiếp nè. Or for the reason. Một cái lý do hơn nữa là sao đây? Là thanh niên cảm thấy là nó lành mạnh hơn, không ăn thịt. Và đó là họ có thể kiểm soát được cân nặng dễ dàng hơn là khi còn là người ăn chay à. In many cases, ở nhiều trường hợp luôn, thì sau đây nó có thể là cái quyết định chung của gia đình để làm giảm hóa đơn thức ăn. Rồi 21 chính xác nhất là cái gì? Thì câu này dịch nghĩa ngữ cảnh thì mấy em chọn được câu B nha. However, tuy nhiên nha mấy em. Câu C là hay vào đó, câu D là hơn nữa. Thì câu này là câu B. Để mình dịch nè. Ở đâu rồi? Ở trong nhiều trường hợp á, nó là quyết định chung của gia đình để làm giảm hóa đơn thức ăn. Tuy nhiên, nó quan trọng để chú ý là trong một vài trường hợp thanh thiếu niên mà gì đó áp dụng chế độ ăn uống hả? Áp dụng chế độ ăn chay thì gặp nguy hiểm gì đó em. Ở đây đố em câu 22 chọn gì? 22 chọn gì em? À, vừa dùng cao nè.
Round này anh nghĩ là mấy em chọn được. Cái chữ ở here thì mấy em nhớ cho anh nó phải đi với to nha. Adhere to là tuân theo. Ở đây là không có to rồi, không chọn được nha. Adhere thì phải đi với to. Còn cái câu con A nè, adapt với adjust nó khá là giống nhau á. Kiểu điều chỉnh thích nghi mấy em. Adapt với adjust là thích nghi hoặc là điều chỉnh. Adapt còn có một nghĩa khác nữa là chuyển thể từ truyện sang phim á. Nếu mà đề ra vận dụng cao á thì mình có thể dùng adapt là nghĩa là gì ta? Chuyển thể từ truyện sang phim. Thì câu này nè. Ở đây chế độ ăn 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 ăn, ăn chay à. Mình dùng câu B em, adopt nha. Adopt. Adopt em, adopt ở đây em dịch là sử dụng á. Sử dụng. Nó cái chữ này nó có nhiều nghĩa nha. Đây nè. Đâu. Ngoài cái nghĩa là nhận nuôi ở đây đó. Ngoài cái nghĩa là nhận nuôi ở đây thì nó còn có nghĩa là sử dụng nè. To start to use a particular method. Bắt đầu sử dụng một cái phương pháp cụ thể. Đó thì là sử dụng em. Adopt đây là sử dụng nha. Sử dụng thì câu này là câu B. Adopt a strictly vegetarian diet. Sử dụng một cái chế độ ăn chay nghiêm ngặt. Có thể gặp nguy hiểm nó bị phát triển eating disorder, nó lạm uống như là cái bệnh này. Thì nếu bố mẹ có nghi ngờ về cái loại này, họ nên liên lạc với bác sĩ đứa bé. Rồi tiếp luôn nha. Trời ơi, bên nhà anh nó mưa quá mấy em ơi, không biết có nghe cái gì không. Rồi tiếp luôn nha. Nghe rõ không ta? Rồi tiếp luôn nha em. Alo alo 1 2 3 4. À vẫn rõ hả? Thôi được. Rồi anh sẽ luôn đọc điền này nha. Canada gần lao biết xệ nè. Canada Canada gần lao. Canada gần lao yêu sách à, ao này yêu sách mấy em. Ok, phong máu phong máu. Canada gần lao là yêu sách nhưng không giống như hầu hết mọt sách mấy em. Bookworms cái người mọt sách á, không giống như những người mọt sách. Thì ở đô có quá nhiều đến nỗi mà chúng tràn ra đường luôn, spill out into the street, tràn ra đường luôn. Cái gì tràn mấy em, tràn tràn cái gì tràn đây, tràn ra đường, nơi mà những cái kệ sách hay là giá sách nằm trên đường thì chắc chắn là sách đúng không, books nha. Đây thấy do books mấy em. Thì đây câu số 24 là câu A nha. Đây thấy cho books thì 24 là câu A, kiểu như là sách nhiều quá tràn ra đường luôn em. Rồi the reason đây là bắt đầu giải thích lý do nè, giải thích tại sao sách tràn ra đường. The reason lý do là Haroldo Gan Lao có lý do là ông Haroldo Gan Lao này đã chuyển đổi cái nhà ở Manila ở nước Philippines thành cái thư viện công cộng. Rồi bây giờ ông chuyển cái này thành cái thư viện công cộng em. Thì ở trong thư viện này là người nghèo, ở trong trong thư viện cho người nghèo, cái quy tắc duy nhất là không có quy tắc nào hết. Rồi tiếp nha. Ở đây mấy em đọc xong cái đoạn một, mấy em biết là đoạn một để nói về ông Haroldo Gan Lao. Ông này ông yêu sách, ông rất là đam mê, rồi sách tràn ra ngoài đường. Lý do là ông này ông biến cái nhà của ông thành thư viện công cộng nha. Ở đây mình làm 25 em có làm được không? Câu số 25 chọn cái gì đây mấy em? 25 thì hai đoạn một. Hado có sách bên ngoài nhà bởi vì, thì đối với cái dạng này á, mấy em để nha, cứ because á thì mấy em phải kiếm đâu mà đọc một cái từ nào mà liên quan tới bởi vì lý do thì kiểu gì á, kiếm đâu mà đọc á, cái chỗ nào mấy em phải kiếm được cái từ nào mà kiểu như là bởi vì nè, lý do nè, do đó là mình sẽ tìm ra được cái đáp án nha. Hado có quá nhiều sách bên ngoài nhà bởi vì là ở đâu mấy em, ở đâu đây, ở đây anh hay la luôn rồi nè. Ở đây đúng không? The reason nè, thấy không? The reason. Ở đây đoạn trước ghi là ông này ông yêu sách, có nhiều tràn ra đường. Rồi the reason nè, lý do là Haroldo Gan Lao đã chuyển đổi cái nhà thành cái thư viện công cộng. Nghĩa là ông chuyển đổi nhà ông á, cái nhà mà toàn sách ông thành thư viện công cộng. Thì con nào đây? Chuyển đổi nhà thành thư viện công cộng. Chuyển đổi cái nhà đầy sách nha, thành thư viện công cộng. Thì chính xác nhất á
Là câu này là câu Sam. Câu C. They are used to build up a public library. Thì câu này là câu C nha. Giống như là mình dịch nè, Haruo có sách ở bên ngoài nhà bởi vì chúng được sử dụng để xây dựng lên một cái thư viện công cộng đó, giống như là chuyển đổi cái nhà thành thư viện công cộng á, là mấy cuốn sách được sử dụng để xây dựng lên thư viện công cộng thì nó nhiều quá em, cái được sử dụng để xây dựng lên thư viện công cộng nha. Còn câu A là nó không đủ tiền để xây thư viện lớn. Câu B không có đủ không gian để chất lên chốt, cái này không có đề cập nha. Câu D anh ấy bị ép buộc là vứt sách đi. Này câu này là câu C nha, đọc kỹ nha. Ở đây because thì đây có cái reason là nó sẽ giải thích ở đây luôn, thì em chỉ đọc chỗ này thôi đó, chuyện ở nhà thư viện công cộng. Rồi đọc tiếp đoạn 2 luôn nha. The library, rồi nói tiếp the library, thư viện thì mở ngày đêm 7 ngày một tuần. Any passerby, bất kỳ người đi đường nào, người mà muốn cuốn sách chỉ cần hứng chạy và lấy bất kỳ cái nào mà anh ấy hay cô ấy muốn, nó đều miễn phí. Thì họ không cần một cái thẻ thư viện hay là không có phí trễ nếu họ không trả sách trong 2 tuần. Sự thật là có cái áp lực để không có áp lực để trả lại luôn, giữ luôn cũng được. Bạn có thể nghĩ là sẽ có ít sách hơn mỗi ngày, nhưng kỳ diệu là sau khi bắt đầu tầm 100 cuốn sách, Ado bây giờ có một sưu tập là tầm 2 đến 300 ngàn. Ủa, 2 tới 3 ngàn chứ. Độc giả là cho thêm sách luôn vô chuyện mấy em. Rồi, cứ nghĩ là không trả lại sách, cuối cùng là độc giả là còn cho thêm sách nữa. Rồi, đoạn 2 thì mấy em thấy tác giả đang nói về cái cách vận hành của cái thư viện này hả ta? Nó sao lắm em? Rồi, tiếp đoạn 3 luôn nha. Tiếp đoạn 3 luôn nè. Thì ông Hando thành lập cái Green Club 2000 một thập kỷ trước để tri ân bố mẹ người mà gần đây đã qua đời. Ý tưởng của ông là khuyến khích việc đọc và tạo ra tình yêu việc học. Thì vậy một ngày ông ấy đặt cái bộ sưu tập sách bị 3R là kiểu sách nó cũ rồi, cũ nát rồi, ở cạnh con đường. Thì người đường không biết phải làm gì với nó ở ban đầu. Thì những sách này nên làm gì ở đây, ở đó chứ, chúng có được bán không? Thì họ sớm có ý, mặc dù vậy á, họ sớm có ý tưởng là thư viện bây giờ có cái, mặc dù vậy họ có ý tưởng và thư viện bây giờ có cái steady stream of book lovers. Ở đây steady là gì nữa em? Steady steady chữ này thấy dễ nha, không có khó. Câu số 26 ở đây mình coi dùng cái gì đây. 26 steady là cái gì? Và mặc dù vậy họ họ hiểu được, họ sớm hiểu được. Và thư viện bây giờ có cái dòng chảy đều đặn đúng không, dòng chảy thường xuyên của những người yêu sách, cũng như là họ thường xuyên tới cái thư viện của ông này em. Được 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 quan sát bởi Handel rất tự hào, cũng như là cái dòng chảy đều đặn thường xuyên, kiểu như là khách tới lui thường xuyên em, khách tới lui thường xuyên á. Thì steady ở đây là đều đặn thường xuyên. 26 là con A nha, stable. 26 là con A, stable với steady. Câu B là dễ thay đổi rồi, changeable. Câu C là đáng kinh ngạc, incredible. À, đáng kinh ngạc à. Câu D là nghiêm trọng nha, severe là nghiêm trọng. Thì con này là câu A nha em. À, tiếp luôn nha. Handle thì rất là dedicated, rất là cống hiến với ý tưởng, rất là tâm huyết á, tâm huyết với ý tưởng sách cho mọi người. Cái nỗi mà bạn có thể đặt một cái anh ấy giao luôn, mang tới nhà bạn luôn nè, bằng xe đạp sách nè. Trong tương lai ông này ông sẽ đem một đạp ra khỏi cho người nghèo, nghĩa là nghèo mà không nghe biết anh ấy không đến được. Ở quốc gia không có nhiều thư viện thì bạn có thể bạn có thể phải trả tiền sách. Thì ông này là ông là anh hùng, ông nói nè, bạn lãng phí sách nên bạn đặt chúng trong cái tủ sách nên được sử dụng và tái sử dụng, nó có cuộc sống, nó có thông điệp. Rồi ở đây mình làm được câu số 27, khi nào sau đây là đúng theo bài đọc này em coi chọn được không? Câu 27, cố lên em ơi, cố lên, nhanh lên, nhanh lên, cố lên nào, phun máu 27. Thế nào sẽ đây đúng theo cái bài đọc? Câu A là gì đây? Ý tưởng của ông Hernando sẽ chắc chắn, từ từ nha, mấy em đọc câu đề á, để mấy cái chữ này nè, chắc chắn luôn luôn hoàn toàn, nó hơi nó dễ sai nha, nó dễ sai thôi nha, để á mấy em kiếm nó mà đọc á, có cái nghĩa nào là chắc chắn không? Cái suy nghĩ của ông Hernando sẽ chắc chắn thay đổi quan điểm của mọi người về sách, có chắc chắn thay đổi không ta?
thay đổi không? Từ từ nha, em để nha. Ở đây phải là trong bài đọc phải có chữ nào giống với definitely mình mới chọn được. Rồi đã. Từ từ nè, em đọc kỹ cái này nè. Là khi mà ông thành lập cái câu lạc bộ này đúng không? His idea, ý tưởng ổng á là encourage, encourage là động viên thôi, việc đọc và tạo ra cái tình yêu học tập. Ở đây chỉ là động viên thì nó có thể là không thể thuyết phục mọi người đọc được đúng không? Cái động viên thôi mấy em, nghĩa là ai muốn đọc đọc chứ không có chắc chắn thay đổi quan điểm nha. Hay là ở đây cũng nói là tự nhiên ông nói gì ta, bạn lại viết sách nên bạn đặt chúng trong cái tủ sách nên được sử dụng và tái sử dụng. Nói rồi, đâu có nói là chắc chắn thay đổi quan điểm đúng không? Không có nói là thay đổi quan điểm nha. Ở đây kiểu như là ông này ông chỉ cố gắng ông động viên mọi người đọc sách thôi nè. Ý tưởng của ông này là thành lập câu lạc bộ này làm gì? Là động viên việc đọc thôi ạ. Chứ đâu có nói là chắc chắn thay đổi quan điểm đâu. Không có chắc chắn nha. Definitely là sai. Còn câu B, many libraries, nhiều cái thư viện, là follow the example. Em nhớ anh collocation, follow the example mình dịch là cái này là noi gương đúng không ta? Còn set an example mới là tạo tấm gương à. Rồi, nên là noi gương em, nhiều thư viện noi gương, Enodo và không có đòi hỏi phí để mượn sách, không có đề cập nha. AB sai à. Còn OC, bố mẹ của Enodo và anh ấy làm thế nào là thúc đẩy văn hóa đọc giữa những người dân nghèo, không có đề cập em. Trong bài đọc chỉ ghi là bố mẹ ổng chết thì ổng xây cái câu lạc bộ để tri ân thôi à. Đây này, ổng xây câu lạc bộ này, khởi xướng câu lạc bộ này để tri ân bố mẹ hết rồi. Thì con này là câu D nha, con này là câu D. The public were confused, công chúng thì rất là bối rối khi Enodo lần đầu thành lập cái Reading Club 2000. Tại sao bối rối? Em kiếm ra bài đọc ý nào diễn tả với bối rối đây. Bối rối, confused, bối rối, bối rối à, ở đâu em? Bối rối à, đây này cho em em. Đây kiểu như này nè. Đoạn này nó là ông Hando là thành lập cái Reading Club 2000 để làm gì đó, động viên việc đọc, tạo ra tình yêu với việc học. Đây, so one day, vậy một ngày ông ấy đặt cái bộ sưu tập sách bị cũ nát ở cạnh đường. Đây nè, passersby, những người qua đường á, không biết làm gì với nó. Ban đầu mấy cuốn sách này làm gì đó, chúng có phải được bán không? Kiểu như là họ hơi bối rối mấy em, họ không biết để làm gì hết á. Kiểu như là họ hơi bối rối, cái mặc dù vậy họ sớm hiểu được, là sau đó họ mới hiểu nha. Thì ban đầu vẫn còn hơi bối rối á, là mấy cuốn sách này tự nhiên để đăng lóc đó làm gì, có được bán không? Đây, con này là câu D, The Public với The Passersby á, bối rối, câu D. Rồi con 23, ở đây đố em 23 chọn gì? 23, cái câu tiêu đề chính là mấy bạn dễ chọn sai lắm em. Câu số 23, ở đây em thấy nè, để nha, đầu cái đầu 1. Giờ do thấy nó về ông Ando Canlao này rất là yêu sách. Rồi sao ta? Cái gì mà sách này ở đường, lý do là ông chuyển đổi cái nhà thư viện, là thấy là bắt đầu mấy em thấy là đọc đồng hồ xong là biết thấy về cái tâm huyết của ông Henry Canlao, là ông chuyển đổi nhà ông thành thư viện ông cộng, là biết là ông này là ông rất là yêu sách đúng không? Rồi tiếp đoạn 2 thì nói về cái cách hoạt động của thư viện mấy em, kiểu như là thư viện hoạt động như thế nào á. Ban đầu là người ta suy nghĩ là ngày càng ít sách đúng không, nhưng mà cuối cùng là ông Henry này lại ngày càng có nhiều sách nữa, là độc giả rất là quý ổng, thêm sách luôn. Đoạn 3 thì và nói tiếp về Hando này là ổng thành lập cái Reading Club 2000 để tri ân gì đó. Rồi nói chung là mọi người rất thích cái Reading Club 2000 của ổng. Rồi đoạn 4 em để nha, từng đoạn 3 là đề cập Hando đứng đầu luôn nè. Đoạn 4 vẫn đề cập tiếp Hando đứng đầu. Hando is so dedicated, ông này ổng rất là tâm huyết với ý tưởng đọc sách. Rồi phút này thì ổng nói là ổng giao sách tùm lum nơi. Cái chỗ này đoạn 4 thì em để là hình như hết đề cập thư viện đúng không? Đoạn 4 mà đề cập cái tâm huyết của Hanado, không đề cập thư viện nữa nha, không đề cập thư viện đúng không em? Đọc đoạn này đâu có nói thư viện ở đâu đúng không? Cái này là nói về cái đam mê của ổng Hanado tiếp á.
là mang sách ra khỏi nước khác, thì chính là sẽ nói về cái ông hay nó đồn lên Lào. Em là ông này là một người rất yêu sách, rất là tâm huyết với sách nha. Ý chính sẽ đặt tập trung vào cái ông Hay nó đồn lên Lào này, là ông rất là đam mê với sách đó. Thì con này chính xác nhất là câu D em, The Book Caretaker nha. The Book Caretaker là một người chăm sóc sách, rất là yêu sách đó. Caretaker có những người chăm sóc, mọi người rất là yêu quý, rất là đam mê sách. Thì con này là câu D đúng nhất nha. Ở đây nên chọn câu A hả? The campaign, chiến dịch cho việc đọc công cộng hả? Ở đây có phải là chiến dịch không ta? Tại sao lại chọn câu A ta? Ở đây anh thấy là cùng lắm là đề cập thư viện thôi à, nó đề cập chiến dịch đâu. Chiến dịch hả? Ở đây cũng là thư viện. Thì như nói về cái ông này nữa, đoạn ông này cũng thành lập cái Reading Club 2000. Đoạn này thì hết đề cập thư viện rồi. Ở đây tập trung về ông này nói nhiều hơn với em, chỉ như là cái đam mê sách của ông á. Thì cái này nói về câu D là nó sẽ đúng nhất nha. Book Caretaker là nói về cái ông này á, người rất là yêu sách, rất là trân trọng sách luôn. Đây không nói chiến dịch gì hết nha. Reading Club 2000, một cái thành công gần đây. Triumph là thành công nha. Thì câu C là gì? Một cái thư viện cá nhân cho người nghèo. À sai à. Là câu D. Nói về cái ông này đó đam mê sách á. Rồi tiếp luôn nha em. Trời ơi trời mưa, anh nói anh muốn khan tiếng luôn em. Chưa tới bài đọc 7 câu là thấy đau họng quá. Không tăng tiếng luôn rồi. Rồi nói luôn bài đọc 7 câu ha. Còn áo à, cố gắng thôi. Ổn không ta? Rồi 5 câu ổn không? Rồi nói tiếp bài đọc 7 câu luôn nha. Few works of art là gì đây? Logic, công trình nghệ thuật. Work of art là công trình nghệ thuật á. Logic, công trình nghệ thuật có ảnh hưởng lên thế giới như là cái bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Yet, tuy nhiên tại sao bức tranh này có cái ấn tượng như vậy lên chúng ta? Too many people's minds, đối với tâm trí của nhiều người, là bởi vì cái lasting power, cái quyền lực, cái sức mạnh chứ, sức mạnh lâu dài của cái nụ cười. Từ từ nha, khi mà mấy em đọc khúc này á, đọc phải nhấn mạnh lên chữ smile cho anh, coi như là đọc một hồi hết tác giả đang mở bài gián tiếp. Tại sao bức tranh Mona Lisa có ảnh hưởng mạnh lên vậy? Cái bây giờ mới đề cập nè, lý do là cái sức mạnh lâu dài của cái nụ cười enigmatic, kiểu bí ẩn á và độc đáo. Rồi tiếp nè, smiling, rồi tiếp luôn, nụ cười tiếp. Thì việc cười á là một cái biểu cảm rất là phổ biến mà thu hút sự cái tưởng tượng và thúc đẩy tinh thần của chúng ta. Thì nó là cái gì? Cái nụ cười nhếch mép tinh nghịch của Mona Lisa, hay là một cái nụ cười tê tét đến tay này sang tay khác à? Tuy nhiên, what is in a smile? Đây là cái này quan trọng lắm em. Cái này quan trọng nè. Tuy nhiên sao đây? What is in a smile? Cái gì ở trong nụ cười và tại sao chúng ta làm nó? Thì scientists, những nhà khoa học bây giờ đang xem xét cái đang kiểm tra xem xét cái hành động đơn giản này để tiết lộ cái bí mật và cái sức mạnh của nó. Thì ở đây cái đầu đồng hồ á, nó học cái đồng hồ là cái đoạn rất 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 quan trọng luôn em. Là bắt đầu nói về cái gì đây? Tự nhiên là sức mạnh nụ cười hả? Hay nói về nụ cười có gì em? Trong nụ cười có gì và tại sao chúng ta làm nó? Rồi bây giờ nghiên cứu à? Làm được con nào chưa ta? À, chưa mấy em. Đầu tiên đoạn 2 nha. Spiral. Rồi bây giờ nghiên cứu sâu về nụ cười là gì nè. Spirals. Nụ cười dường như là natural, tự nhiên á, bẩm sinh của chúng ta, như là việc hít thở. Thì smiling, nụ cười được ghi nhận trong những đứa bé như worm. Worm ở đây mấy em mà không biết nghĩa chỗ này á, mấy em cứ để nha. Anh nói thật là nếu anh là học sinh á, lớp 12 anh đọc anh cũng không biết chữ này là gì đâu. Thì mấy em cứ để đi. Nụ cười được ghi nhận trong những đứa bé, trong cái womb, as a reflex, như là cái thực hiện cái chuyển động việc thở và nháy mắt. Ở đây em đoán cái chữ này là gì em? Ở đây á, khi mà anh chưa đọc đáp án nha, anh phải đoán được luôn. Em đoán cái này là gì đi? Nhưng mà thường thường thì như vậy thì em nên coi đáp án thử coi. Rồi mình dự cảm mình đoán. Nói luôn nè, là nụ cười được ghi nhận trong những đứa bé trong cái womb như là cái reflex. Reflex sao gì mấy em? Để nè, cái dòng trước nó có gì hết đó. Cái dòng trước nó có gì hết mấy em? Smiles,
seem to be as natural to us as breathing. Là nụ cười dường như là tự nhiên đối với chúng ta, như là việc hít thở. Thì mấy em đoán nụ cười là bẩm sinh đúng không? Bẩm sinh nó bẩm sinh như là hít thở. Thì cái này kiểu như là một, như một cái hành động tự nhiên hả ta? Kiểu như một cái hành động tự nhiên mấy em. Thì chuyển động tự nhiên. Thì 31 là câu A nha. Natural movement, một cái chuyển động tự nhiên. Thì câu này câu A, kiểu như một cái hành động tự nhiên bẩm sinh thôi. Câu A. Câu B là một cái quá trình chậm à. Câu C, hành động thực tế. Câu D là hành động hữu ích. Thì câu này là câu A nha. Natural movement, cái chuyển động bẩm sinh. Và gì đây? Even blind babies, thậm chí là những đứa bé bị mù á, cười khi mà chúng cảm thấy hạnh phúc. Ví dụ là âm thanh của tiếng nói của người mẹ của chúng. Thì đây thế cho blind babies mấy em. Đây thế cho blind babies nha. Những đứa bé bị mù, hoặc là những đứa bé thôi cũng được. Thì câu số 30 là câu C em. 30C nha. Thế cho babies. Thật chắc là cụ thể hơn là blind babies nha. Những đứa bé bị mù. Thì câu này là câu C. Là hôm nay là cái đề này lại mưa, thật là sóng gió quá. In this context, trong ngữ cảnh này, nó không bất ngờ là nụ cười có cái lịch sử lâu dài về trong cái sự tiến hóa chúng ta. In fact, sự thật là gì đây? The roots chứ, nguồn gốc của nụ cười em, là bắt nguồn rất là lâu đến cái di sản linh trưởng gì đó, primer heritage. Thì primers, thì những loài linh trưởng á, thường nhe răng ra để truyền tải nỗi sợ hay là sẵn sàng tấn công. Nhưng mà khả năng cười thì phát triển, có khả năng phát triển hầu hết từ là mấy nào linh trưởng thụt cái môi lại cho thấy răng khép lại như là dấu hiệu của không kiêu căng à, không hung hăng. Rồi, nói chung là đoạn 2 nói về cái nguồn gốc của nụ cười đúng không em? Nguồn gốc của nụ cười. Thì đây em làm được câu số 29 nha. Em chọn anh 29 em. Rồi mấy em đâu hết rồi. Where are you now? What is the evidence? Cái bằng chứng mà ủng hộ the claim that cái tuyên bố là nụ cười là cái bản chất con người cơ bản. Cái bằng chứng nào em? Để nha, cái bằng chứng nha. Mày đọc chỗ nào evidence và chỗ nào là nói về bản chất cơ bản con người. Bản chất cơ bản con người mấy em. Bằng chứng. Bằng chứng rồi ủng hộ cái quan điểm là bản chất con người cơ bản à. Bản chất cơ bản con người. Nụ cười đó mấy em. À, bằng chứng ở đâu đây? Từ từ nha. Nếu bằng chứng á thì nó ở đây mấy em. Ý này nè. Ý này nha. Ý này nè. Để nha. Smiles seem to be as natural to us as breathing. Nụ cười dường như là bẩm sinh với chúng ta, như là vì hít thở. Đây đây, cái động từ này mấy em. Recall. Đây. Recall dịch là ghi lại. Ghi chép lại á. Nó kiểu giống với chữ này mấy em. Giống với chữ evidence á, bằng chứng á, kiểu ghi chép lại á. Recall evidence, bằng chứng hỗ trợ cái ủng hộ cái quan điểm gì đó. Thì kiểu như recall nè, là nụ cười á, nó được ghi chép lại là trong những đứa bé ở cái womb, như là một cái hành động bẩm sinh, như là chuyển động hít thở và nháy mắt. Kiểu như là nụ cười được ghi chép lại trong những đứa bé ở trong cái womb đúng không? Cái womb mình cái gì ta? Womb ở đây, nếu mà em đoán, con đoán cái womb là cái gì em? Đọc khúc sau nè. Thậm chí những đứa bé mù cười khi chúng ta hạnh phúc. Ví dụ âm thanh của người mẹ thì hình như là womb này chắc cái bào thai ha. Chắc là cái bào thai mấy em. Tự nhiên kiểu như nó cười hạnh phúc. Ví dụ âm thanh tiếng nói người mẹ chắc chắn là mình đóng đón thôi. Kiểu như là mấy đứa bé này chắc là chưa được đẻ ra đó, trong cái bào thai mấy em. Trong cái bào thai mình đóng đón á. Thì trong cái bào thai thì con này con A em. Đây con A nè. Thì smiling, nụ cười được tìm thấy trong cái phi, cái này là fetus sao? Fetuses. Cái là bọt, cái này là phôi hả ta? Phôi thai mấy em. Nụ cười được tìm thấy trong phôi thai đã được ghi chép lại. À, động từ document. Document nó bằng gì ấy? Động từ record em. Recorded. Record. Nó giống với document nha, ghi chép lại á.
à, để nha, document với record ở đây giùm em. Đó, nụ cười đã được ghi chép lại trong những đứa bé ở trong cái phôi thai đó, nguyên cái đoạn này á, thì Wolf nó kiểu như trong Peter xem, Peter says thì con này là câu A nha. Đó, bẩm sinh con người. Còn câu B đó là một cái ubiquitous subject, cái chủ đề rộng rãi phổ biến á, ubiquitous chủ đề phổ biến mà thu hút nghệ sĩ. C nó dùng cái cơ bên quanh mắt hả? Câu D nó nowhere, nó không được tìm thấy nơi nào, nó không được tìm thấy nơi nào ngoài những loài động vật. Rồi tiếp nha, đọc tiếp bài đọc tiếp đoạn 3. And yet, tuy nhiên thì smiles are not quite so simple, nhưng nụ cười không có đơn giản. First of all, đầu tiên có hai thể loại cười. Bây giờ đề cập tới hai thể loại cười em. Yeah, two kinds of smile, và gồm những giống cười khác nhau. Đầu tiên là cười xã giao, social smile. Đầu tiên là cười xã giao nha, cười xã giao. Nụ cười xã giao lịch sự bao gồm cơ quanh cái mồm và cái má. Vài người nghĩ là nó không có chân thành như nụ cười mà dùng cái cơ quanh mắt. Thì cái hai loại cười này gọi là cái Dingen smile. Rồi chỗ này đang đề cập tới hai nụ cười khác nhau, là cười xã giao, cười nhếch mép, cười khinh bỉ á. Rồi cái Dingen smile, Dingen smile đặt tên cho, đặt tên theo nhà khoa học và nhận ra khác biệt giữa hai cái hai loại nụ cười á. Rồi là tiếp đoạn 4 nha. Cái này vẫn đề cập tới hai loại nụ cười mấy em. Đoạn 4. While smiles, trong khi như nụ cười có thể cho thấy những cái mức độ chân thành khác nhau, degrees of sincerity, thì nó dường như là cái ảnh hưởng có lợi là giống nhau, bất chấp. Rồi ở đây mấy em đọc khúc này á, mấy em hiểu sao giùm em? Kiểu như là nụ cười có thể cho thấy mức độ chân thành khác nhau, nụ cười có thể cho thấy mức độ chân thành khác nhau á, nhưng mà nó đều có lợi ích giống nhau. Thì đây là bởi vì cái hành động cười đã chứng minh là có những cái lợi ích therapeutic. Therapeutic là gì đây mấy em? Rồi đây nha, đón đón đón. Bởi vì hành động cười đã được chứng minh là có những cái ảnh hưởng lợi ích therapeutic, và có thậm chí là có lợi cho sức khỏe. Có lợi cho sức khỏe thì chắc cái này là lợi ích chữa bệnh đúng không? Lợi ích chữa bệnh mấy em. Đó, chữa bệnh á, therapeutic, hiểu chữa bệnh. Thì câu 33 là câu D nha, curative là chữa bệnh. Curative nó giống với therapeutic á, chữa bệnh mấy em. Đây là câu D. Câu A, tempting là hấp dẫn à. Câu B là có hại, detrimental là có hại. Câu C, dreadful là đáng sợ, ghê tởm, đáng sợ, dreadful rồi đáng sợ. Đây là câu D nha. Rồi tiếp luôn nha. It increases, nó gia tăng cái mức độ, gia tăng cái gì ta, cái gì ta, neurotransmitter á, này cái chất gì đó em, như dopamine thải ra cái tâm trạng à, gia tăng endorphin và làm giảm giảm áp lực của máu à. Thì sau đây ông Charles Darwin, ông này sao em, nhà khoa học phát triển cái thuyết tiến hóa, thì chú ý điều này và postulated kiểu như là cho rằng là ta này, cho rằng đó, cho rằng là nụ cười hơn là một cái phản ứng, hơn chỉ là hơn là cái phản ứng bình thường đối với cảm xúc tích cực, mà là một cái niềm vui bên trong và bên ngoài, bên trong và của nó. Thì từ từ nha, mấy đọc phút này em hiểu sao em? Cái ông Darwin á, ông nói là cái nụ cười á là hơn chỉ là một cái phản ứng với cảm xúc tích cực, mà nó còn là cái gì? Nó còn là cái pleasure nha, đọc hiểu nha. Là nụ cười là ngoài là phản ứng với cái cảm xúc tích cực, nó còn là cái niềm vui nữa, là phải vui mấy em, vui 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 vui. Rồi tiếp nha. These transformative effects, những cái ảnh hưởng thay đổi cũng infectious, dễ lan truyền, có thể được truyền cho người khác. Thì những người xung quanh bạn sẽ trao cho bạn lại cái nụ cười bạn cho họ, à, và sau đó cơ thể của họ bắt đầu cảm thấy tốt gì đó. Đó, giống như là gặp crush mình cười với, không, crush cười với mình thì mình cũng cười lại đúng không? À, kiểu vậy mấy em, lại thích liền đúng không? Mê liền. Đó, hay là mình cười với crush thì chắc crush cũng sẽ cười lại với mình thôi. Thời đoạn tiếp, đoạn cuối nha. So, the next time. Vì vậy, cái lần kế bạn không có vui hay là lo lắng, ở đó kêu bạn là grin bait, kiểu cười và cam chịu. Cười đi, có thể bạn sẽ làm theo lời khuyên.
bạn có thể cảm nhận được là vấn đề của bạn, khó khăn của bạn bay đi hết. Rồi, tiếp nha. Ở đây mình làm được câu 32. Ủa, 32 mấy em. 32. 32 chọn cái gì đây? Cái nào sẽ lên là đúng theo cái bài đọc. Câu 32 thì thấy nó dễ hơn câu 29 nha. Câu 32 nó dễ hơn câu số 29. Cái nào sai đúng em? Câu A là smile, nụ cười chỉ là một cái phản ứng trải qua những cái cảm xúc tích cực. Câu A là sai, nụ cười chỉ là một cái phản ứng để trải nghiệm những cái cảm xúc tích cực là sai. Bởi vì sao? Trong bài đọc ông Darwin ông nói gì mấy em? Hay là ông Darwin á, ông chú ý điều này và ông xác nhận là nụ cười more than nha, is more than a mere response to positive emotions, là nụ cười hơn là chỉ cái phản ứng với cảm xúc tích cực mà nó còn là cái niềm vui nữa, hơn luôn nha, hơn luôn. Trong khi đó câu A nó ghi là chỉ là phản ứng trải nghiệm cảm xúc tích cực là sai. Còn B, the reduction, cái việc suy giảm nồng độ dopamine được gây ra bởi nụ cười. Giảm dopamine nó giảm không? Dopamine nó ở đây ghi là nó tăng mà mấy em, đây là nó tăng mấy em, tăng dopamine nha, tăng endorphin luôn, tăng dopamine, tăng endorphin thì là câu A, câu câu B là sai à? Câu D là nó ghi giảm endorphin à? Nụ cười làm cho số lượng endorphin trong cơ thể giảm, sai nha. Cái đọc nãy ghi tăng mấy em, câu này là câu C nha, là câu C. The degree of genuineness là cái mức độ chân thành, mức độ thành thật á, genuineness, mức độ chân thành được truyền tải qua nụ cười thay đổi, mức độ chân thành truyền tải qua nụ cười thay đổi. Ở đây đề cập ở đây mấy em, đây này, cái này nha. While smiles might express various degrees of sincerity, trong khi nụ cười có thể diễn tả những cái mức độ chân thành khác nhau, nó dường như là ảnh hưởng có lợi đều giống nhau bất chấp cái gì nữa. Thì ở đây nè, nụ cười có thể cho thấy mức độ chân thành khác nhau, thì ở đây cái danh từ sincerity, danh từ sincerity nó sẽ bằng nó sẽ bằng với danh từ genuine, là cái sự chân thành á, cái sự chân thành trung hợp. Thì con này là câu C nha. Hả, nó như là ngoài quen nhau anh không có gì nhiều, anh chỉ có sự chân thành thôi. Rồi ở đây làm được câu 34 luôn. 34, ý nào sau đây là suy luận từ cái suy nghĩ của ông Darwin về cái hành động cười mấy em? Ý nào sau đây là suy luận được? Câu này là câu nào đây? Câu A nó tranh luận là hành động chỉ là một cái reflection, cái sự phản ánh của rối loạn cảm xúc. Ở đây là câu A sai chắc luôn. Bài đọc không có đề cập tới emotional disorder. À mấy em ơi, không anh hỏi thiệt là mấy em có nghe thấy tiếng mưa không? Cỡ mà trời mưa như vậy là anh mà dạy lớp bóp là hét đau cổ luôn á. Câu B, it stays dark, nó cho là gì đây? Nó cho là nụ cười là cái đặc trưng tiến hóa, feature of evolution, nụ cười là đặc trưng tiến hóa bắt nguồn với cái tổ tiên linh trưởng vậy hả? Câu B không có được chậm em. Ở đây là đối với câu 34 á, thì mấy em kiếm nó ngoài đầu á, không nghe luôn hả? Sao hay quá vậy ta? Là cái mic này nó xịn như ta. Đối với cái dạng này, Darwin em kiếm đâu mà đọc á, rồi đề cập tới Darwin mình đọc nha, như đây nè, thì mấy em chỉ đọc chỗ này thôi nha. Cái đáp án á, cái đáp án nó sẽ nằm ở đây mấy em, cái đáp án nó sẽ nằm ở đây thôi nha. Đây là câu B không đề cập à? Câu C nó cho là hành động chỉ strengthen, tăng cường những người mà trình diễn nó, không có nói à, những người mà thực hiện nó đó là sai. Câu này là câu D đây nha. It suggests that, nó cho là nụ cười là cái hành động mà lan truyền người khác với những cái cảm xúc, với những cái phản hồi cảm xúc tích cực, là kiểu như là nụ cười hay lan truyền với người khác em. Được rồi, hay lan truyền người khác, nụ cười lan truyền người khác. Không, thật ra là không phải cái mic xịn mà cái phần mềm đúng em. Tại vì trước anh có laptop á, trời mưa cả đây là nó nghe lắm, nhưng mà cái phần mềm này nó cũng lọc âm đó. Ở đây em, các bạn ở đây nha. Dạ ông đâu quên đó, tự như ông nói nụ cười là hơn những cảm xúc tích cực mà là còn là niềm vui. Đây đây đây,
những ảnh hưởng thay đổi này là của infectious, dễ lan truyền, dễ lây nhiễm á, và có ai truyền người khác. Là ai mà trao bạn nụ cười, kiểu như là mọi người xung quanh bạn sẽ trao lại với bạn nụ cười mà bạn cho họ, kiểu như là nụ cười lan truyền được á, thì là câu đó là câu D nha. Câu D em. À, giọng anh hơi rè hả? Thì nãy giờ trời mưa, anh đang cố gắng gào thét cho mấy em đó. Nãy giờ đang cố gắng gào thét trong vô vọng. May là nó không ảnh hưởng mưa bên mấy em mà được rồi. Rồi câu số 28. Ở đâu hậu quá. À với lại là hôm qua anh tranh thủ anh luyện hát karaoke cho lớp bóp mấy em nên cũng hơi đau họng xíu. Rồi tổng hợp ấy chính mấy em coi chọn cái gì. Đoạn 1 nói về cái gì mấy em, thế như là cái gì ta, tại sao bức tranh Mona Lisa có ảnh hưởng lên chúng ta là bởi vì nụ cười đúng không. Rồi để dòng này nè, tuy nhiên cái điều gì nằm trong nụ cười và tại sao chúng ta làm nó, thực hiện điều đó. Thì bây giờ mấy em học với nghiên cứu về cái sức mạnh của nụ cười đúng không, là bắt đầu mấy em thấy tác giả bắt đầu dẫn vào ý chính ở đây là nụ cười có cái gì và tại sao mình làm nó. Rồi đoạn 2 là giải thích về nguồn gốc của nụ cười, đây là nụ cười có từ hồi mình còn trong bào thai rồi hay là từ hồi linh trưởng, con linh trưởng gì đó. 3 thì đề cập hai loại nụ cười. Đoạn 4 là nói về mặc dù nụ cười hiện lòng chân thành khác nhau nhưng đều có lợi ích và sức khỏe. Thì ý chính là sẽ nói về nụ cười đúng không, chắc chắn phải nói về nụ cười, kiểu như nói về what is in a smile, có cái gì bên trong nụ cười, kiểu như là nụ cười thể hiện cái gì mấy em, kiểu như là nụ cười thể hiện cái gì á, ý chính á là nụ cười thể hiện cái gì. Thì ở đây chính xác nhất là câu A nha, a smile, what does it denote, nụ cười nó thể hiện cái gì. Mấy em nhớ cho anh cái động từ denote, chữ này anh có dạy rồi, không biết có nhớ không thôi. Trong một cái đài của hình như là trong đài đặc biệt luôn á, đài đặc biệt 2 hay đặc biệt 1 gì đó quên rồi. Denote nó bằng indicate, biểu hiện nha, là nụ cười nó biểu hiện cái gì. Hả, đây là câu này là câu A nha. Nó thấy không, này nè, giống ở đây nè, what's in a smile, trong nụ cười có cái gì, là bắt đầu nói về nụ cười Barbara, nguồn gốc, các thể loại của nó, cái ảnh hưởng của loại của nó. Còn B, nụ cười ảnh hưởng lên hơi thở, hơi thở đi chứ, hơi thở là sai chắc luôn. Còn câu C, làm thế nào hành động nụ cười được nghiên cứu. Ở đây làm thế nào hành động nụ cười nghiên cứu hả, không phải nha, nhưng nó đang nói về cái bản chất nụ cười mấy em. Còn câu D, anh nghĩ như bạn sẽ chọn câu D, nhận cái ảnh hưởng lâu dài của nụ cười là gì. Nhưng mà câu D sai, bởi vì sao, cái impact á, ảnh hưởng, cái đoạn 1 không có ghi nha, nên là bắt đầu dẫn vô ý chính nè. Đoạn 2 là nguồn gốc của nụ cười, đoạn 3 là những cái loại nụ cười, là đang nói về bản chất nụ cười thôi à, chưa nói về ảnh hưởng nha. Bắt đầu từ đoạn này mới đề cập về ảnh hưởng mấy em, nên câu D là sai nha. Rồi tiếp luôn nha mấy em, câu số 35, mấy em chọn tranh câu 36 nha. Câu 36 anh mấy em mà chọn 36 rồi. Câu 36 là câu anh rất là thích ở đây này luôn. 36 đối với em câu 36 chọn gì. Câu 36 mà ra đề chính thức là sai từ trên xuống dưới luôn, bảo đảm. Ba sáu coi có làm được không, đối với em 36 chọn gì. 35 à, 35 in the near future là trong tương lai, sai câu B em, sai câu B nha, hay là will be mấy em, will be. Thì câu này là câu B nha, will be. Hả, im bạc, từ từ, im bạc là ảnh hưởng thôi nha. Nếu mà tiêu cực phải là negative impact, nó có thể là positive impact đó. Thì câu này cũng B. Rồi 36 em nãy mới làm không, 36 35 là cô B em, will be nha.
những chuyên gia sức khỏe nghĩ là sẽ có thêm những căn bệnh gây chết người, mấy em fatal bệnh gây chết người như là COVID-19 trong tương lai gần. 36 đố em, 36 chọn gì? Rồi không dám bình luận luôn hả? Đâu sai đấu gì đâu, sai thì nhớ lâu thôi. Ở đây anh nghĩ á, mấy em mà lội, nếu mà lội thì anh nghĩ là mấy em sẽ lội câu nào? Ở đây là chắc chắn là lội được câu A, câu B à. Câu C, câu D, giờ chọn câu nào? Có mấy bạn sẽ chọn câu D. Nếu chọn câu D thì mấy em sửa sao? Câu D sửa lại gì mấy em? Nếu chọn câu D thì từ từ, anh nói nghĩa từ từ chứ nha. Considered với considerable, nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy đúng không? Không phải như vậy không? Nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy là cái này là chú đáo mà, cái này là chú đáo, còn cái này là đáng kể, cái này là lớn. Ở đây có phải không? Có phải sửa như vậy không? Để nè, bố của họ được miêu tả cho người đàn ông tốt, một người bố yêu thương cẩn thận với trẻ của anh ấy và là người hàng xóm rất chu đáo. Và như considerate nó không có sai, hình như không sai mấy em, là câu C nha, câu C đúng, câu C em. Ở đây là careful là gì? Careful là cẩn thận. Còn caring á là quan tâm, chu đáo nha, nhớ cho anh nha mấy em. Careful là cẩn thận, còn caring là quan tâm chu đáo. Đây con này là câu C. Hãy bật tài điện cho em coi luôn nè. Đây mấy em, caring nè, kind, helpful and showing that you care about other people, con người rất quan tâm chu đáo. Đây nè, caring parents, bố mẹ rất là quan tâm chu đáo. Nghe quen quá ta. Đây này, a caring father and a considerate neighbor, thấy không? Người bố là chu đáo, còn hàng xóm rất là cũng kiểu chu đáo quan tâm luôn. Thì câu này là câu xem caring nha. Đó, người bố của họ được miêu tả như một người tốt, còn người rất bố rất là chu đáo và yêu thương. Thì câu này của xem caring nha. 27 ở đây là young children số nhiều, ở đây sai câu đêm. Sai câu D nha. Đây sửa lại là D. Sửa lại D nha. D, social skills, người trẻ được khuyên là tham gia hoạt động cộng đồng để cải thiện kỹ năng xã hội của họ. Thì câu này là câu D. Câu 38 đồng nghĩa nên đấy có thể hoàn thành công việc trước 1 giờ hôm nay à? 1 giờ khuya à? 1 giờ, 1 giờ trưa chứ lộn, 1 giờ trưa. Nó sẽ là một cái thành tựu rất là remarkable. Ở đây là này dễ mấy em, như là nếu anh ấy có thể hoàn thành công việc trước 1 giờ hôm nay á, nó sẽ là cái thành tựu rất là đáng chú ý đúng không? Rất là bất ngờ, rất là ảo diệu, rất là kỳ diệu, không thể tin được. Đồng nghĩa là câu A nha, surprising, kiểu như bất ngờ em. Thì câu này là câu A, surprising, rất là bất ngờ. Câu A giống remarkable. Câu B là bigger rồi, grateful là bigger. Câu C là quý giá, valuable. Mấy em nhớ cho anh cái chữ valuable á. Giả sử như đề chính thức mà ra invaluable thì mấy em cũng nhớ cho anh là nó bằng với valuable nha. Invaluable nó bằng với valuable, quý giá nha. Hai chữ này bằng nhau mấy em. Câu D là bình thường rồi. 39, global warming effects, ảnh hưởng biến đổi. Ở lòng, cái này là ảnh hưởng nóng lên toàn cầu, lên con người và thiên nhiên. Thì catastrophic là thảm họa, thảm họa kiểu phá hủy á. Câu này là câu D nha. Destructive, catastrophic với destructive, kiểu phá hủy á, hủy diệt. Ảnh hưởng của thì tôi nói toàn cầu lên con người và thiên nhiên thì catastrophic rất là phá hủy, hủy diệt. Câu D, câu A constructive, cái này em dịch cho anh là gì ta, mang tính xây dựng á, giúp mình trở nên tốt hơn. Nếu mà là chính thức mà ra dạng từ nói sai từ giới lẫn thì có thể ra như vậy luôn nhé em. Constructional với constructive, nhớ nhanh luôn nha. Constructional với constructive nó khác nhau chỗ nào? Cái constructional mấy em dịch là thuộc về xây dựng, là xây dựng nhà cửa đó,
Còn constructive là mang tính xây dựng, kiểu như giúp mình trở nên tốt hơn, thì thường sẽ có collocation là constructive criticism nha, là phê bình mang tính xây dựng. Rồi tiếp nha, nói chung là nếu mà ra hai cặp từ này thì em nhớ. Còn câu B, creative, cái này là tạo ra lợi nhuận nhiều nha, creative tạo ra lợi nhuận nhiều. Câu C, evaluative là đánh giá rồi, evaluative là đánh giá. Rồi 40, trái nghĩa, nếu bạn muốn tham gia sự kiện vào chiều nay bạn nên include the park. Rồi đó được nha, có rất là nhiều người nổi tiếng ở đó, có rất nhiều người nổi tiếng thì mình phải mặc đồ lịch sự ra, mặc đồ phù hợp đúng không, đó thôi. Có người nổi tiếng tham gia sự kiện thì mình phải mặc đồ phù hợp, thì trái nghĩa lại là mặc đồ không phù hợp nha. Câu C, dress in an unsuitable way, mặc đồ một cách không phù hợp. Câu A là nhớ cái script là cái gì ta, cái này kịch bản à, kịch bản. Câu B, mặc đồ trang trọng à. Câu D, quên nói cái gì. Câu 41, the emergence là cái gì em, cái emergence của một vài công nghệ mới như là AI và 5G đã ảnh hưởng rất lớn lên cuộc đời chúng ta. Emergence là đón sự xuất hiện á của mấy cái công nghệ mới, thì trái nghĩa lại là sự biến mất. Câu B, disappearance nha, thì câu này là câu B, disappearance với emergence. Mấy em nhớ cho anh, emergence thì nó khác với emergency nha, emergence với emergency. Nếu mà đề chính thức có ra thì mình cũng biết nha, emergence với emergency, cái này là tình huống khẩn cấp, cái này là sự xuất hiện. Rồi câu A, dependence là sự phụ thuộc à, dependence sự phụ thuộc. Câu C là tính sáng tạo. Câu D là sự tồn tại nha, existence. Rồi hello anh. Rồi à, đi chơi dữ quá, giờ vô 42. Hay thì đang khen cái nón mới của Linda, khen cái gì đây, cái nón mới của bạn đẹp làm sao, nón mới của bạn đẹp làm sao. Lời khen thì mình cảm ơn. Câu A, thank you các bạn, này xin lỗi nhiều đó hả. Câu 43, John và Mary đang nói về việc học online, thì John nói gì, online learning, học online thì rất là hữu ích và tiện lợi. Thì Mary nói gì đây, ngày nay ngày nhiều học sinh đang sử dụng cái hình thức học tập này. Vậy là Mary đồng ý, đồng ý đúng không ta, đồng ý với kiến của John, đồng ý là câu D, you can say that again. Rồi em nhớ cho anh cái cụm này mình dịch là tôi đồng ý bạn nha, you can say that again có nghĩa là I agree with you. Rồi đây câu ABC là phản đối rồi. 14, trường hợp câu hỏi có từ để hỏi thì em nhớ cho anh mình có thể dùng ask cộng tân ngữ cộng WH cộng S cộng verb lùi thì. Thì ngoài dùng cái này á, mình có thể dùng wanted to know nha, wanted to know. Ngoài dùng wanted to know là wonder gì đó, thì nhớ lùi thì đổi ngôi, đổi enter gian đi chỗ. Đây là viết lại là term wanted to know. What do đó là ai à? Quá khứ đơn, lùi xuống quá khứ hình thành. Câu xem, câu xe nha. What have ordered for dinner? Tôi không biết là tôi order gì buổi tối à? Câu này câu xe. Rồi tiếp luôn nha. Câu 45, mang sách vào thư viện thì hoàn toàn chấp nhận được. Totally acceptable, chấp nhận được. Đây là có thể thôi. Câu B, you may bring a book into the library. 46, anh ấy đã không thay đổi cái profile từ sở Facebook được 2 năm rồi. Viết lại là lần cuối cùng anh ấy thay đổi profile Facebook là 2 năm trước, là câu A. Lần cuối cùng thay đổi profile Facebook là 2 năm trước nha. Câu A không thay đổi à. Câu C bắt đầu. Câu D dành 2 năm thay đổi. Sai. 47, bảy chọn gì mấy em? Rồi 47, ông hết rồi. Cố lên nào, cố lên, don't give up. Ủa mà mấy em ở đây coi hết cái clip anh hát cho ta, thấy vui không? Hay anh hát làm ca sĩ được không em? Anh viết lại sơ sơ công thức nha. Vội chìm vào ánh mắt. Lại quên lời tiếp rồi.
Cạo hết luôn hả? Quá tuyệt vời luôn. Không, tại vì anh dẻo quá, thường thường là anh ít nói, anh hướng nội lắm, nên là anh lâu lâu quay mấy clip này là mấy bạn kiểu bất ngờ lắm. Kiểu thường anh trầm lắm, nhưng mà thật ra anh cũng mê quẩy lắm á, anh cũng mê quẩy lắm chứ không có kiểu mà im im vào được, quẩy thì mê lắm. Rồi Nomad à, Nomad thì thôi từ từ để nói này cả Dimmate. Họ nỗ lực rất nhiều trong việc bảo tồn thế giới hoang dã. Họ nỗ lực rất nhiều trong việc bảo tồn thế giới hoang dã, rất nhiều loài được cứu khỏi tuyệt chủng. Rồi câu số 47, ở đây em thấy câu A là cấu trúc Had it not been for, còn với danh từ cái này thì có dùng trong câu điều kiện loại ba em, had it been for cộng danh từ phía sau là điều kiện loại ba nha, hoặc là loại hai, nếu loại hai là if 32, mình dịch là nếu không có had it not been for. Câu A mình dịch là nếu không có nỗ lực trong việc bảo vệ wildlife, nhiều loài sẽ không thể được cứu khỏi tuyệt chủng. Em nhớ là câu điều kiện loại ba đó là diễn tả tình huống trái với quá khứ, điều kiện loại ba là diễn tả tình huống trái quá khứ, thì mình phải phủ định lại thể câu đề nha. Giống như câu đề là nỗ lực thì điều kiện loại ba phải là nếu không nỗ lực, là nếu không có sự nỗ lực á, đúng với đầu nè. Câu đề là được cứu thì điều kiện loại ba phải là sẽ không được cứu. Rồi câu A đúng luôn nha, câu A đúng em. Câu B là đạo ngữ should that, should cộng be danh từ, that is verb, mình dịch là quá nổi mà. Câu B những cái nỗ lực của họ cái gì đó, cái nỗi mà nhiều loài không được cứu. Câu C, no matter how, mình dịch là dù thế nào đi nữa, dù cho bao nhiêu nỗ lực họ thực hiện, rất nhiều loài được cứu. Cái câu C nó kiểu như mang nghĩa mặc dù em, câu C sai nha. Câu D, nó siêu động ngữ phía sau, mãi cho đến khi nhiều loài được cứu thì họ nỗ lực là sai nha. 18, họ lộn câu ấy chứ, tôi vấp té phút cuối, cô ấy không giành chiến thắng cuộc đua. Ở đây hay với là quá khứ hết, hay với quá khứ hết thì ở đây dùng điều kiện loại 3 nha, hay với quá khứ hết dùng điều kiện loại 3. Câu A điều kiện loại 2, câu B điều kiện loại 1, câu C là cái gì đây, là if only. À cái này dùng trong câu ước mà, if only. Ở đây câu đề hay với quá khứ hết thì ước trái quá khứ, mình sẽ dùng thì quá khứ hiện thành, giá mà cô ấy không vấp té phút cuối để mà cô ấy gọi chiến thắng cuộc đua. Câu C nó sai cái chữ này, could win là sai em. Nhớ là ước trái quá khứ mình phải dùng cái gì em, could have won mới đúng nha, could have với body á, nhớ nha, could have won mới đúng em, could have won mới đúng nha. Nhớ ước trái quá khứ á, thì nó phải là could have won, could have với body á. Thì câu này là câu D á, điều kiện là ba, cô ấy đã có thể giành chiến thắng cuộc đua nếu cô ấy không vấp té phút cuối, là câu D. Rồi câu số 49 là về phát âm, theo nguyên âm deal teach clean là câu D, print đọc là âm A nhé em, print âm A, còn lại là âm E, deal teach clean, câu D là print. Câu 50 thì đọc sao ta, câu A nha, dose em, âm D, dose, còn lại là âm S, sin sang sót, sin sang sót, sin sang sót, âm S, câu A là âm D, dose. Đây em có thắc mắc gì không em? Ở đây các bạn nào làm đề xã Lào Cai chưa, hay là xíu xíu 5 giờ lại ta, thôi chắc để 6 giờ T anh tính like một đề nữa, mà like lúc mấy giờ vậy ta, à để anh coi. À, để em thấy đề này ổn không? Đề à, đề Lào Cai thì hình như dễ hơn đề này á, à, ráng làm. Đề này thì vô câu 1 là thấy anh có nhắn trên bay là 6 giờ. Ông mà giờ đổi mất công đổi mấy bạn lại nói nữa. Thôi cứ để 6 giờ đi.
Anh sợ chí liên tục cái laptop anh chịu không nổi. Tại vì thường giống như ngày on á, người ta sẽ like bằng phần mềm trên cái máy tính bàn. Anh thì anh like trên laptop. Cái máy tính bàn nó mạnh lắm em, máy tính bàn nó mạnh hơn laptop nhiều. Tình ra nè. Mấy cái trọng âm thì phải học thuộc em ơi. Trọng âm học thuộc. Có mấy chữ nó không theo nguyên tắc. Nói chung là nó tùm lum nguyên tắc hết đó. Đó là cái chữ mình học từ vựng thì mình học cách phát âm thì mình làm được thôi nha. Chứ cái đó thì nguyên tắc nó ngoại lệ tùm lum la. Từ vựng tiếng Anh nhấn tùm lum chỗ hết em. Ok. Được rồi thì tối anh like tiếp nha. Cái này cũng được mà đúng không? À, không mắc con nào không ta? Này nhắc được không em? À, may là cái đề này không bị đứng máy, tại vì mừng rớt mắt luôn. Đây. Chắc lộn á, anh em chắc lại thôi được không em. Tối lại tiếp nha, tối lại tiếp nha, để anh coi tình hình ổn không, cái gì anh gửi thêm đời nha, cái gì được thì anh tối anh khô máu em tiếp, nhưng mà 6 giờ lại tiếp á, 6 giờ lại tiếp nha, em tranh thủ làm nha, bye bye nha, bye bye nhé, tối 6 giờ lại tiếp, còn được tối nữa thì anh đang thêm đề. Bye, bye bye. Ráng lên nha. Bye mấy em.